quý vị. Tiếp theo đây chúng ta sẽ chào đón một nữ ca sĩ đến từ Dallas, Texas. Cô này cũng rất là xinh luôn đó quý vị. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nữ ca sĩ Hồ Thái Ngọc. Jacksonville, how you guys doing tonight? Để nói đầu tiên cho các thầy giáo xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đang có mặt tại hội ngày hôm nay. Để nói đầu tiên, Ngọc cũng xin cảm ơn Di Trường Entertainment, chị Kim cũng như là chị Hiếu đã organize cái chương trình này để cho thầy Ngọc được đến với Florida. Thank you so much. Và khúc đầu tiên hội thầy Ngọc xin được gửi tặng đến tất cả quý vị đó là một sáng tác nhạc sĩ Thái Thiệt và Tùng Châu, và khúc được mang tên XIN dành cho em ngàn mùa chim hôm nồng xê xin đi chăm bay em buồn lòng người gắn lên xin I'm sure I'm
Thank you. I love you, Jacksonville.